Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng. Con không xin lỗi. Bất dạy, bất dạy. Con phải làm cho cậu ta thích con. Con mà làm vợ của cậu ta, tương lai dựng như bàn thật. Bình Yên có quay trở lại. Khi em đã lớn, phát sóng 19:45 hàng ngày trên kênh SCTV 14.